của mình, MC Trấn Thành vừa đăng bộ ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng bà xã Arwon, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Trấn Thành và Arwon là cặp vợ chồng được quan tâm nhất nhì làng giải trí Việt. Trải qua hành trình 7 năm chung nhà, cặp đôi cũng gặp không ít sóng gió lẫn bị nghi ngờ ký kết hợp đồng hôn nhân. Nhưng sau tất cả, họ vẫn vui vẻ nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc trong bộ ảnh mới. Đăng liền một lúc hơn 70 tấm ảnh, nam MC không ngần ngại bày tỏ lời cảm ơn đến bà xã Arwon bằng cả tiếng Việt và Hàn Quốc. 8 năm yêu em, 7 năm làm chồng em, 6 năm làm ô xin của em. Nhưng anh biết sẽ còn rất rất nhiều năm nữa bên em. Cảm ơn bà xã vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Bên dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp thân thiết và fan liên tục gửi lời bình luận chúc mừng. Động thái trên như ngầm phá tan mọi tin đồn về hôn nhân vướng trục trặc của cặp đôi trong suốt thời gian qua. Trước đó, Trấn Thành Arwon từng nhiều lần lên tiếng về vấn đề hôn nhân. Nam MC từng thẳng thắn cho biết, chúng tôi vẫn ổn và không gây lộn, dù chỉ là một câu. Đồng thời khẳng định nửa kia chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình những lúc khó khăn. Thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn tích cực tham gia các hoạt động giải trí. Nếu Arwon chăm chỉ các chương trình thực tế và hoạt động khá sôi nổi trên lĩnh vực ca hát, Trấn Thành lại liên tục công phá phòng vé. Về lý do không có con sau nửa thập kỷ gắn bó, Trấn Thành cũng lên tiếng: tôi là người mà chuyện gì nhóm làm được tôi mới làm, cái nào tôi thấy dở thì tôi chưa làm, ví dụ như chuyện sinh con. Khi nào hết ham chơi, khi nào không còn ước mơ cần thực hiện, khi nào cuộc sống ổn định và muốn sinh con để có thêm niềm vui, tôi rất sẵn sàng. Nhưng bây giờ vợ chồng tôi còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Chính vì vậy khi sinh con thời điểm này sẽ cản trở nhiều ước mơ của hai vợ chồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.